mở đầu nữ đế ta làm chính cung tập 272, nghe thấy tiêu thiên đồng ý thu nhận bọn người hoa trì hà cũng thở phào nhẹ nhõm sau đó dùng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía tiêu thiên không biết tiêu đại nhân tiếp theo có an bài gì tiêu thiên khoác tay tỏ ý bọn họ chớ gấp sau đó bình thản nói tình huống trước mắt chính là giúp đỡ toàn bộ người ở bách hoa vực trở lại với nguồn gốc hoa thần tộc của mình đem bách hoa vực các ngươi rời đi rồi hợp nhất với phòng tuyến thứ hai huyền giàu sơn vực thành một giới vực thế giới sau đó đợi thời điểm thích hợp ta sẽ đem tất cả hợp nhất với thánh ma vực sau khi hợp nhất hoa thần tộc các ngươi sẽ chịu trách nhiệm trồng cây hoa thần sẽ cải thiện linh khí hỗn tạp của giới vực thế giới mới nghe tiêu thiên nói đám người hoa chi hà lập tức rơi vào trầm mặt ngay cả tân đế lộ đang múa lửa cũng trợn to mắt đám người hoa thần tộc tự hỏi người này rốt cuộc muốn làm cái gì muốn đem giới vực thế giới hợp lại sao chuyện này quá vô lý hoa chi hà cẩn thận từng ly từng tí mở miệng thăm dò tiêu đại nhân ngài là nói đem giới vực thế giới đặc trưng một chỗ ý là quét sạch những chứng ngại ở hư không hàng tuyến để cho hàng tuyến chặt chẽ liên kết giúp đỡ hai cái giới vực thế giới đi lại liên lạc với nhau một cách dễ dàng sao tiêu thiên nhẹ nhàng lắc đầu không phải là như thế ta sẽ biểu diễn cho các ngươi xem một chút nói xong tiêu thiên quay đầu về phía long khâu đạo nói ngươi còn giữ mãnh vỡ thế giới nào bên trong thánh long di tích không nghe tiêu thiên đặt câu hỏi long khâu đạo gật đầu vẫn còn sót lại vài mãnh vỡ thế giới xấu xí tiêu đại nhân ngài muốn cái nào cái gì mà xấu với không xấu chỉ là phong cách không quá thích hợp tiêu thiên một bên khoát tay lại hơi chút hồi tưởng nói đất đai bị hư kia trồng cây là hợp lý nhất Tiêu Thiên nói như vậy, Long Khâu Đạo liền nhớ lại, quả thật trong Thánh Long di tích có một mảnh vỡ thế giới phù hợp, Tiêu đại nhân mời đón lấy. Long Khâu Đạo nói xong, chính là khống chế không gian Thánh Long di tích, đem một cái mảnh vỡ thế giới đưa vào trong tay Tiêu Thiên. Tiêu Thiên nhận lấy mảnh vỡ thế giới, hướng phía bọn người Hoa Chi Hà lắc lắc, nhìn thấy không, đây chính là mảnh vỡ thế giới mà ta đã nén lại. Bây giờ ta sẽ chứng minh cho các người thấy, cái gọi là hợp nhất giới vực thế giới là như thế nào. Nói xong Tiêu Thiên đem mảnh vỡ thế giới kẹp vào nách, sau đó đột nhiên hướng phía trước đưa tay, trước tiên hãy xé ra một vết nứt không gian ở nơi đây phành lực đạo cực kỳ kinh khủng tiêu thiên lập tức đem không gian xé ra một khe hở tiếng xé rách đinh tai nhức óc trong nháy mắt vang vọng giữa phiến thiên địa tiêu thiên tỉ mỉ thuyết trình tiếp theo chúng ta tận dụng thời gian vết nứt này chưa khôi phục lại sau đó đem mảnh vỡ thế giới đang bị nén lại này bóp nát ra rồi đặt vào trong vết nứt để cho chúng tự động nuốt chừng và hợp nhất với nhau nếu như tốc độ dung hợp quá chậm ta có thể trực tiếp bóp nát vết nứt đẩy nhanh tiến độ vừa nói tiêu thiên vừa tác động làm cho vết nứt không gian nổ tung sau đó chỉ nhìn thấy mảnh vỡ thế giới vừa rồi đã cùng bách hoa vực hoàn mỹ hợp lại với nhau không bao lâu không gian dao động đã biến mất xuất hiện trước mắt bọn họ là một mảnh đất trống mênh mông đầy bùn đen toàn bộ người ở đó rơi vào trạng thái kinh sợ mà im lặng một màn biểu diễn này của tiêu thiên chính là khủng bố chấn động đây chính là sức mạnh nghịch thiên chưa từng nghe qua long khâu đạo đứng ở bên cạnh mở miệng xóa tan bầu không khí im lặng tiêu đại nhân tay nghề của ngài quả thật đã tiến bộ rất nhiều tiêu thiên vỗ tay một cái nói Vừa rồi ta đã thu thập một chút thông tin sau khi quan sát Bách Hoa vực, đối với vấn đề hợp nhất giới vực này cũng có được chút cải tiến. Có đôi khi không khỏi cảm khái, làm người thì phải luôn học tập để không ngừng tiến bộ. Nói đến đây, Tiêu Thiên quay đầu nhìn về phía Hoa Chi Hà và người khác, "Hiện tại, các ngươi hiểu rõ cái gọi là đặc trung một chỗ là như thế nào chưa?" Hoa Chi Hà thần sắc có chút hoảng hốt, thật thà hướng về Tiêu Thiên nhẹ nhàng gật đầu, "Tiêu đại nhân chúng tôi đã rõ." Không chỉ ông ta mà cả đám trưởng lão cũng như trong mộng ngắn nhìn mảnh đất phương xa. Ngược lại thì Hoa thần cổ thụ 10 phần cao hứng, lúc trước tiêu thiên xé rách không gian nó còn rất sợ hãi nhưng khi dụng đất xuất hiện nó đã không kịp đợi đem bộ rễ của mình đi qua ngâm mình vào bên trong bùn lầy tham lam hấp thu dinh dưỡng bên trong tán cây hoa thần cổ thụ 10 phần thong thả tân đế lộ trợn mắt nhìn về phương xa hoài nghi tất cả những gì mình nhìn thấy tuy đã từng thấy tiêu thiên đã làm qua chuyện này nhưng động tỉnh lần này thì 10 phần nhẹ nhàng nuột nà vượt xa lúc trước hoa súp lơ bỗng nhiên hướng về tiêu thiên hỏi đúng rồi tiêu đại nhân ngài đem bách hoa vực chúng tôi đến huyền giàu sơn vực như thế nào chẳng lẽ cũng như mãnh vỡ thế giới kia bị ép thành một quả cầu nhỏ nghe hoa súp lơ nói tiêu thiên suy nghĩ một hồi trả lời lúc đầu ta tính toán sẽ vác toàn bộ bách hoa vực bay qua đó lời này vừa nói ra mọi người tại đây đồng loạt trầm mặc ho khan kịch liệt đây là câu trả lời khủng bố như thế nào mang một giới vực thế giới bay trong hư không tiêu thiên khi này suy nghĩ một chút vừa rồi ngươi đã nhắc nhiều ta nếu đem nó nén lại vừa tiết kiệm được sức lực cũng rất là thuận tiện vậy chúng ta đi thử một chút xem sao sau nửa giờ cảnh chuyển đến giữa hư không hắc ám Tiêu Thiên đang dùng tốc độ cực kỳ khủng khiếp phi hành, mang theo phía sau ngoài Long Khâu Đạo còn có đám người cốt cán của Bách Hoa vực. Đám người Bách Hoa vực ở phía sau lại thỉnh thoảng gần đầu nhìn quả cầu Bách Hoa vực đã được Tiêu Thiên nén lại. Bọn họ không ngờ Tiêu Thiên lại có thể làm được, bọn họ đều cảm thấy khi ở trước mặt Tiêu Thiên, bọn họ chính là một đám phế vật. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất. Mình xin chân thành cảm ơn.